Anh bảo này, cho hai vợ chồng. Dạ, thôi bác ạ, bác không phải cho em đâu. Bác về là tốt rồi ạ. Cứ cầm lấy. Dạ thôi, em không dám nhận của bác đâu. Với lại nãy bác cũng tặng em nước hoa rồi còn gì ạ. Cái gì đó y cái đấy, cầm lấy. Thôi, em không dám nhận của bác đâu. Thế thôi. Cầm lên, anh phải đưa bằng được cho vợ em chứ. Nó không nhận, ăn thịt quá à? Giả vờ đấy, thích tiền bỏ sư ra. Anh xuống anh tìm cách khác đưa cho cô ấy đi. Của mày tất, kệ vợ chồng nhau ai.